Chào mừng quý vị các bạn đến với chương trình Khảo sát 100. Bây giờ chúng ta sẽ bước vào vòng thi thứ nhất với câu hỏi đầu tiên. Đây là câu hỏi trong cuộc khảo sát 100 người, có 5 đáp án trên bảng. Số điểm của mỗi đáp án cũng chính là số người trả lời các đáp án đó. Câu hỏi như sau. Điều mà người ta thích khi về ngoại ô hay miền quê? Xin mời bảng điểm. Chính xác. Kết quả khảo sát. Rất hay. Để xem có hay không. Tuyệt vời. Có không bằng điểm. Rất tiếc, không có nhiều người đồng tình với ý kiến của bạn. Hãy xem có hay không. Vâng, rất tiếc. Bạn nói gia đình. 10 bảng điểm. Vâng, rất tiếc. Để xem các đáp án còn lại là gì. Số điểm của bạn sau vòng thi đầu tiên như sau. Chúng ta cùng đến với vòng thi thứ hai với số điểm sẽ được nhân đôi. Hãy kể tên những việc bạn thường làm khi trời mưa. Có không bằng điểm. Chính xác. Có hay không bằng điểm. Rất tiếc, đó không phải là câu trả lời được nhiều người đồng tình. Bạn trả lời là che dù. 10 bằng điểm. Câu trả lời không có trong kết quả khảo sát. Xin mời bảng điểm. Rất tốt. Có không nào bảng điểm. Câu trả lời rất hay. Để xem có hay không. Quá tuyệt vời. Mười bảng điểm. Rất tiếc. Mời quý vị xem các đáp án còn lại. Câu hỏi thứ hai, số điểm của bạn như sau. Cách để nói chuyện với động vật. Muốn yêu ơi, đại ôm chị gấu nhau. Sau đây là vòng thứ ba của trò chơi khảo sát 100.
Kể tên một công việc bạn cho là phù hợp với nữ hơn nhưng đàn ông làm rất khéo. Xin mời bảng điểm. Rất tốt. Làm tóc. Có không nào bảng điểm? Câu trả lời rất hay. Trang điểm. Có hay không? Quá hay. Xin mời bảng điểm. Xuất sắc. Bạn trả lời 10 bảng điểm. Không có, rất tiếc. Bạn nói, làm móng. Để xem có hay không. Rất tốt. Bạn nói là nấu ăn. Có hay không bảng điểm? Rất hay. Xin chúc mừng, bạn trả lời rất hay và đã mở hết tất cả kết quả khảo sát của câu hỏi này. Chúng ta hãy xem sau 3 vòng thi, bạn có giành được quyền vào vòng đặc biệt. Xin chúc mừng, bạn đã giành được quyền vào vòng đặc biệt. Chào đón các bạn đến với vòng thi đặc biệt của trò chơi khảo sát 100. Ở vòng thi đặc biệt, bạn có 5 câu hỏi và 2 lượt trả lời. Câu trả lời không được trùng khớp nhau. Câu nào khó bạn có thể cho qua và chúng tôi sẽ quay trở lại nếu còn thời gian. Giành được 200 điểm bạn sẽ trở thành người chiến thắng. Vòng thi đặc biệt bắt đầu. Theo bạn, môn thể dục thể thao nào mà học sinh nam thích chơi hơn học sinh nữ? Theo bạn, thứ gì có trong túi sách của phụ nữ mà đàn ông không bao giờ hỏi vấn? Kể tên những con vật nuôi rất im lặng. Ở nhà đàn ông làm việc gì nhanh hơn phụ nữ? Nơi nào thường có đông người vào dịp cuối tuần? Kể tên những con vật nuôi rất im lặng. Sau lượt thi đầu tiên ở vòng thi đặc biệt, bạn đã trả lời như sau. Câu hỏi thứ nhất, theo bạn môn thể dục thể thao nào mà học sinh nam thích chơi hơn học sinh nữ? Và bạn trả lời bóng đá. Số điểm 29 người đồng tình. Số điểm khá cao. Câu thứ hai, chúng tôi hỏi, theo bạn thứ gì có trong túi sách của phụ nữ mà đàn ông không bao giờ hỏi mượn? Và bạn đã nói là, bạn nghĩ là mỹ phẩm. Để xem có bao nhiêu người nghĩ như bạn. 28 người trả lời. Rất tốt. Chúng tôi hỏi, kể tên những con vật nuôi rất im lặng. Bạn đã nói. Kết quả 23 điểm. Câu trả lời rất hay. Câu hỏi số 4, ở nhà đàn ông làm việc gì nhanh hơn phụ nữ? Bạn đã nói là, bạn trả lời là tắm gội. Mấy người sẽ nghĩ giống bạn? 35 điểm. Số điểm rất cao, chúc mừng bạn. Và câu hỏi thứ 5, nơi nào thường có đông người vào dịp cuối tuần? Bạn đã trả lời là, câu trả lời của bạn là khu thương mại. Kết quả 30 người đồng tình. Bạn trả lời rất hay. Chúc mừng, bạn đã hoàn thành rất xuất sắc phần thi đầu tiên. Và bây giờ bạn hãy sẵn sàng để tiếp tục lượt thi thứ 2.
Lượt thi đấu thứ hai của vòng thi đặc biệt bắt đầu. Theo bạn, môn thể dục thể thao nào mà học sinh nam thích chơi hơn học sinh nữ? Theo bạn, thứ gì có trong cuốn sách của phụ nữ mà đàn ông không bao giờ hỏi vấn? Kể tên những con vật nuôi rất im lặng. Ở nhà đàn ông làm việc gì nhanh hơn phụ nữ? Nơi nào thường có đông người vào dịp cuối tuần? Sau 5 câu hỏi ở lượt thi thứ hai, bạn đã trả lời như sau. Câu hỏi số 1. Theo bạn, môn thể dục thể thao nào mà học sinh nam thích chơi hơn học sinh nữ? Bạn trả lời: cờ tướng. Khảo sát 10 điểm. Với câu hỏi này, ý kiến có nhiều người trả lời nhất cũng chính là ý kiến bạn đã nói, bóng đá, 29 điểm. Câu hỏi thứ hai, theo bạn, thứ gì có trong túi sách của phụ nữ mà đàn ông không bao giờ hỏi mượn? Bạn đã trả lời: khảo sát 17 người trả lời. Với câu hỏi này, câu trả lời có số điểm cao nhất cũng chính là câu trả lời bạn đã nói, mỹ phẩm, 28 điểm. Tiếp theo, chúng tôi hỏi, kể tên những con vật nuôi rất im lặng. Và bạn trả lời là số điểm 10 điểm. Câu hỏi tiếp theo, ở nhà đàn ông làm việc gì nhanh hơn phụ nữ? Và bạn nói rằng đánh răng. Khảo sát. Đáp án được nhiều người trả lời nhất ở câu hỏi này cũng chính là đáp án bạn đã trả lời, tắm gội, 35 điểm. Và cuối cùng, chúng tôi hỏi, nơi nào thường có đông người vào dịp cuối tuần? Và bạn nói là, khu vui chơi. Số điểm, 24 điểm, tuyệt vời. Ở câu hỏi này, câu trả lời được nhiều người đồng tình nhất cũng chính là câu trả lời của bạn, khu thương mại, 30 điểm. Tuyệt vời, bạn đã vượt qua được vòng đặc biệt.